Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái Banamask để kiểm tra cấu hình phần cứng của cái máy cũ, sử dụng kiểm tra cấu hình phần cứng của cái máy tính của mình. Thì cái Banamask này thì công dụng của nó là đo lường hiệu suất chơi game hoặc là hiệu năng của cái PC của bạn. Nó rất là có ích, là có thể là sử dụng nó để đo được máy tính, coi thử khả năng máy tính của bạn chơi game có mượt hay không, hoặc là có thể là dùng nó để đo lường và tác động của app sung. Ví dụ như máy của các bạn app sung đã thành công hay chưa, có thể dùng nó để test hoặc là dùng nó để tinh chỉnh hệ thống. Hoặc là chúng ta có thể dùng nó để chấm điểm hiệu năng của các máy tính của các bạn và đem so sánh với những cái máy tính khác. Thì đó là mình tổng quan sơ qua về cái công dụng của cái Banamask này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Đây là cái giao diện của các Banamask. Thì sử dụng của nó rất là đơn giản. Ở đây thì nó hiện ra cấu hình của mình ha. System Win 10 số 4, RAM 2 GB, ổ cứng 50. CPU gì? 3210. Card màn hình gì? Thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn sử dụng ha. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào nút ring là nó sẽ tự động kiểm tra cho các bạn. Bao gồm nó sẽ test màn hình, test VGA, test khả năng chơi game, khả năng đồ họa, test 2D hoặc là 3D. Nó sẽ check cho chúng ta rồi nó cho ra cái số điểm của cái máy tính. Và ví dụ nó cho ra một cái FPS, khả năng FPS khi chơi game là bao nhiêu. Rồi ok, thì tổng quan là như vậy. Bây giờ các bạn đợi cho nó check ha. Trong khi nó chết thì có thể là làm giật hoặc là lắc cái máy tính của bạn, nó sẽ chậm đi vì nó sẽ khai thác tối đa cái khả năng và hiệu năng của cái máy tính của bạn để nó test. Cái cách này nó cũng rất là hay các bạn. Cái này khi mà các bạn nào mà đi mua máy tính cũ á thì các bạn cũng có thể dùng cái này để test cái Vega của các bạn. Mà nếu mà laptop ví dụ như mà nó bị hư Vega, nhiều người người ta sẽ dùng hấp cái chip Vega lại cho nó chạy, hoặc là đóng lại chip Vega cho nó chạy rồi bán lại cho chúng ta. Thì các bạn có thể dùng cái này, các bạn test cái Vega đó, nếu mà Vega nào mà nó hư hư á, dùng cái này test bảo đảm nó sẽ lo ha. Thì cơ bản là như vậy. Nó đang test Vega đó các bạn. Graphics nó đang thực hiện cái bài test thứ hai. Thì Vega này, cái phần video này nó hai phần. Phần một là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bài đôi mắt. Phần thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rắc cái Banamask này để xài full chức năng của nó luôn ha. Unlimited. Ok. Như vậy thôi. Các bạn đợi cho nó test ha. Trong khi test nè, các bạn coi là mình rơi chuột mà nó còn cài giật nè. CPU chạy tối đa luôn. Mình ra ngoài mình coi CPU nó chạy bao nhiêu. CPU RAM chạy mắc luôn, quạt kêu âm ầm luôn, quá dữ. Thì nó test như vậy thì đối với những cái máy nào mà có bệnh, bảo đảm nó sẽ chạy không nổi. Thì sau khi test xong thì các bạn thấy nè, nó đưa ra một cái thông số là điểm 25.146. Và tiếp tới là cái phần graphic core. Graphics 1, Graphics 2. Graphics 1 là 95,88 FPS.
Gigabit 2 là 1.6 là tổng. Còn hệ thống CPU. Còn màn hình. Nó chấm điểm rất là rõ ràng luôn. Hả các bạn. Các bạn có thể bấm vào xem rõ ràng luôn. Rồi ở đây thì các bạn nó kêu là các bạn có thể lưu cái điểm này và đem so sánh với hệ thống của nó ha. Thì đây là cái cơ bản để các bạn test ha. Ở đây nó rất là các bạn kiểm tra, ví dụ như ở cái phần tab benchmark này như thế này thì các bạn bấm vào. Ở đây nó có nhiều chế độ test cho Vega, chẳng hạn như là Time Spy hoặc là Time Spy Exchange 4K hoặc là nè, rất là nhiều chế độ test nha các bạn. Và khi các bạn mua máy nào mà cái card Vega nào mà đều đều thì các bạn test khoảng chừng 15 phút là sẽ xảy ra, nó sẽ cái Vega đó nó sẽ chịu không nổi ha. Rồi cái này phần này thì các bạn tự nghiên cứu ha, qua thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái benchmark và hướng dẫn rác nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài cái benchmark ha. Thì việc cài benchmark cũng đơn giản thôi. Thì các bạn bấm ở đây nó sẽ có hai file ha, file key game và một file cài đặt. Các bạn bấm vào file cài đặt và chọn benchmark setup, bấm vô phải chọn run admin. Thì phần cài đặt thì tương đối dễ, rắc nó hơi phức tạp một chút. Thì các bạn chọn icon đồng ý và các bạn chọn next. Ở trên đây thì ngôn ngữ thôi, các bạn biết ngôn ngữ nào thì chọn ngôn ngữ đó, các bạn bấm next. Kế tiếp các bạn bấm, chữ check vào đồng ý, bấm next. Tiếp theo thì nó kêu chúng ta lưu ở đâu, các bạn ổ nào còn trống hơn khoảng 5 GB thì các bạn chọn lưu ở đó ha. Ở đây mình chọn một cái ổ C, mình bấm next. Rồi các bạn đợi một chút cho nó cài đặt ha, việc cài đặt này nó sẽ hơi lâu một chút vì cái bản đề mắt này nó sẽ hơi nặng. Bù vào thì nó test rất là ok và rất là hiệu quả, rất là cao. Ok. Ok, như vậy là chúng ta đã cài xong cái benchmark, thì các bạn bấm finish để kết thúc quá trình cài đặt. Thì sau khi cài xong thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đã một chút ha, đang khởi động. Ok, đây là cái giao diện chính của cái Benchmark này ha. Thì đây là giao diện chính của nó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rắc. Các bạn bấm vào Action. Các bạn mở cái cây rắc lên.
cái rác này các bạn bấm chuột phải chọn lên admin, các bạn chọn version 5 hả? Rồi các bạn chọn phiên bản professional hả? Phải không? Phiên bản professional edition. Đúng rồi, các bạn tạo. Ở đây thì nó hiện ra cái cây, các bạn copy cái cây này ha, copy và mở cái ba mắt này lên, mở không lên luôn, bấm vào bắt cái cây này vô đăng ký. Đây, đây là cái giao diện chưa đăng ký ha các bạn. Hồi nãy là mình đăng ký rồi nhưng mà mình ấy, bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn ha. Các bạn bắt cái cây này vô là xong rồi, đơn giản. Tạo cây mới chứ. Rồi các bạn copy nó vô. Chuột phải copy rồi bắt Ctrl V. Các bạn chọn create. Rồi các bạn đợi một chút. Rồi như vậy là các bạn đã đăng ký xong ha, các bạn coi nè, Suki. Rồi như vậy là các khi nào mà nó hiện lên chữ cái hai key hay Suki là coi như là các bạn đã đăng ký thành công. Rồi kế tiếp thì các bạn phải ở cái phần này thì các bạn đúng rồi, các bạn phải chỉnh vào bên nô hết cho mình ha, đừng cho nó chết online. Rồi ok, đây là coi như là mình chỉ cho các bạn xong phần điền key vào cái body mask, coi như là xong cái video này. Này nó tạo key ra thôi cũng cho nên rất là dễ ha, nó không có phức tạp gì. Ok, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.